Vâng, Nhật Tư Chiến xin kính chào quý anh chị ha. Tiếp tục hôm nay gửi đến quý anh chị một siêu phẩm mới ra lò. Găng biển 500m thôi quý anh chị. Căn nhà vị trí hôm nay khá là đẹp. Căn nhà lại đẹp hơn. Căn nhà hôm nay thì một trệt và hai lầu. Siêu phẩm của tháng 7 năm 2024. Phong cách nhẹ nhàng. Tọa lạc tại vị trí con đường 5m5, vỉa hè 3m mỗi bên. Đường xá sạch sẽ, hàng cây xanh mát rất là tuyệt vời. Căn nhà hôm nay tọa lạc tại vị trí đường 5m5, khu vực khu dân cư phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, nằm khu dân cư đường Hồ Tùng Mậu, cách biển Nguyễn Tất Thành chỉ đúng 500m quý vị. Căn nhà hôm nay tọa lạc tại khu phố này thì mật độ nhà ở đây thì rơi vào tầm 95% rồi quý anh chị. Đây căn nhà hôm nay đây, phía trước mặt tiền. Mời quý anh chị cùng chiêm ngưỡng. Thiết kế với không gian nhẹ nhàng, thanh thoát, thoáng mát. Nội thất thì cao cấp. Xung quanh hàng xóm thì chúng ta có nhà lầu xe hơi rất là nhiều. Khu vực này thì chúng ta định cư, an cư, nghỉ dưỡng rất là tốt các quý chị ha. Gần biển, ra biển 500m thôi quý chị, chúng ta đi bộ ra biển luôn ha. Và căn nhà hôm nay thì với diện tích đất là 85m2. Căn nhà nằm hướng Tây Nam, thuộc mạng Tây Tứ Mẹ. Thiết kế phía trước này chúng ta sẽ có khu vực để xe máy. Đây, không gian vỉa hè, chúng ta sẽ đến với không gian để xe máy. Không gian để xe máy chúng ta thiết kế với có một khu vực tiểu cảnh trồng cây riêng. Căn nhà hôm nay chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ, 3 toilet, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi. Được thiết kế với mẫu mã tông màu khá là đặc biệt. Phía trước chúng ta là một bộ cổng rất là lớn. Một trong những nét đặc trưng của thiết kế này. Căn nhà hôm nay để bán, để lại toàn bộ nội thất như trong video thứ 9 gửi đến quý anh chị. Để lại toàn bộ nội thất, chúng ta có sẵn luôn đồ điện, tivi, điều hòa, nóng lạnh v.v. Bán để full nội thất cho quý anh chị luôn. Không gian đầu tiên là chúng ta sẽ có với là không gian phòng khách. Thiết kế có bộ sofa rất là đẹp. Căn nhà hôm nay thì chúng tôi sẽ mời quý anh chị đến xem trực tiếp để cảm nhận được cái vẻ đẹp của căn nhà này. Và giá bán của căn nhà này hết sức là hợp lý luôn quý anh chị ha. Quý anh chị hãy đón xem hết video để chúng ta biết giá chính xác của căn nhà hôm nay. Giá bán rất là tuyệt vời. Một căn nhà rất là đẹp. Đây là một trong những mẫu mã bán rất là chạy. Căn nhà này, mẫu này thì thường bán tầm trong vòng khoảng là 2 tuần trở lại. Bán rất là nhanh. Một trong những điểm nhấn là ngay vị trí này. Một mảng giả tranh sân dầu rất là tuyệt vời. Ngay vị trí không gian phòng bếp làm tô điểm cho chúng ta căn bếp này sang trọng hơn. Một không gian xuyên suốt từ cổng cho đến phòng bếp, tạo chúng ta một căn nhà thông thoáng. Căn nhà hôm nay thì được thiết kế cũng như là xây dựng rất là chỉnh chu. Có bản ghi lại từ phần thiết kế thi công móng cho đến mái cho quý anh chị thiện chí luôn. Đây là một trong những khu vực rất là tuyệt vời dành cho căn nhà hôm nay. Tầng trệt này chúng ta sẽ có một toilet phía này quý anh chị ha. Toilet cho cả nhà cũng như là khu vực kết nối với phòng tắm và phòng ngủ bên cạnh luôn. Không gian chúng ta có sẵn khu vực một bồn tắm nằm giữa thiên nhiên. Thiên nhiên nằm trong căn nhà chúng ta. Vị trí hết sức là tuyệt vời cho bản thiết kế này. Đảm bảo quý chị chúng ta đến xem trực tiếp căn nhà hôm nay chúng ta sẽ phải mê. Căn nhà hôm nay với diện tích là 85m2 quý chị ha.
chiều ngang 5m, chiều dài 17m, nằm hướng Tây Nam. Đây là khu quy hoạch cho nên là phía sau chúng ta luôn luôn có lối thoát hiểm riêng. Phía này chúng ta có thiết kế một cánh cửa để chúng ta thoát hiểm. Đây là một trong những không gian rất là tuyệt vời cho phòng ngủ phía dưới này. Chúng ta nằm ngủ và nhìn ra khu vực này giống như một thiên đường, một không gian quá tuyệt vời cho quý anh chị ha. Phía sau chúng ta có lối thoát hiểm và ở đây chúng ta có sẵn một giếng trời lấy ánh sáng cho phòng ngủ phía dưới này. Một trong những bản thiết kế bán rất là chạy luôn quý anh chị. Quý anh chị hãy đứng xem và cảm nhận thực tế. Mẫu này thì bán rất là nhanh luôn quý anh chị ha. Và giá bán thì rất là tuyệt vời, phù hợp với mọi gia đình chúng ta. Căn nhà này thì 85m2, thì phía dưới chúng ta có một phòng ngủ và tầng 2 chúng ta có đến 2 phòng ngủ. Tầng 3 chúng ta không có phòng ngủ, chúng ta chỉ có khu vực thờ và sân phơi. Với lối thiết kế cũng như là gam màu rất là nhẹ nhàng. Gam màu trắng, đen kết hợp với gam màu và gỗ tự nhiên màu vàng nhạt tạo cho chúng ta một căn nhà rất là ấm cúng nha quý anh chị. Màu sắc này thì rất là nhẹ nhàng luôn, phù hợp cho quý anh chị là chúng ta thích gam màu như thế này. Bán để lại toàn bộ nội thất như trong video cái đấy quý anh chị. Tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy nóng lạnh, tất cả đồ điện tử đều có sẵn rồi quý anh chị ha. Bán để lại toàn bộ nội thất và bán đến công chứng. Gia chủ bán căn nhà hôm nay giá bán chính xác là 5 tỷ 800 triệu. Giá bán là 5 tỷ 800 triệu cho căn nhà hôm nay. Một trong những vị trí rất là tuyệt vời đến từ không gian cầu thang. Chúng ta nhìn xuống phía dưới, nhìn rất là lãng mạn nha quý anh chị ha. Không gian cầu thang chúng ta được thiết kế với không gian tay cầm cũng như là lan can và đá cầu thang toàn bộ màu đen, tạo một những điểm nhấn rất là đặc biệt cho ngôi nhà này. Mỗi vị trí chúng ta đều có một gam màu riêng, tạo cho một cái lối rất là riêng cho căn nhà hôm nay. Phía trên tầng 2 chúng ta sẽ có khu vực này là khu vực phòng khách nhỏ kết nối hai phòng ngủ hai bên. Đây này chúng ta sẽ có hai phòng ngủ hai bên. Mỗi phòng ngủ chúng ta đều có ánh nắng, ánh sáng chiếu vào rất là tốt. Tất cả các phòng ngủ chúng ta đều có một toilet bên trong cũng như là khu vực hệ tủ quần áo full trần, giường tủ chăn ga gối đệm vân vân. Quý anh chị thấy các không gian như thế nào ạ? Tất cả các bản thiết kế đều mang lại chúng ta một cảm giác rất đặc biệt. Vâng, tôi chỉ gọi là đảm bảo quý anh chị đến xem trực tiếp căn nhà hôm nay chúng ta sẽ phải mê một gam màu rất là hài hòa. Căn nhà hôm nay thì chúng ta đi về trung tâm quận Hải Châu thì mất 6 km quý anh chị ha. Đi về trung tâm sân bay Đà Nẵng thì 6 km thôi, đi 15 phút. Đi về quận Thanh Khê thì khá là gần, mất 3 km. Và đây là khu vực không gian đẹp nhất của căn nhà hôm nay. Phòng ngủ master chiếm diện tích cũng như là có ban công, không gian tuyệt vời nhất của căn nhà này. Một căn phòng chúng ta có một ban công riêng, ánh sáng và những cây cối tự nhiên. Các không gian này làm thỏa mãn bất kỳ vị khách khó tính nào, chúng ta đều phải mê ngay luôn quý anh chị. Phòng này với diện tích lên đến 45m2.
chúng ta chỉ cần ở trong này, chúng ta không cần phải đi du lịch nữa các anh chị ha. Vì căn phòng này thì chúng ta không khác gì khách sạn. Đây là một trong những minh chứng đảm bảo cho căn nhà hôm nay là bán luôn luôn dưới 2 tuần lễ là bán được nhanh. Cho nên quý anh chị nào chúng ta đang xem căn nhà hôm nay, chúng ta muốn mua, hãy nhanh tay liên hệ tới Chiến, chúng tôi sẽ dẫn quý anh chị xem trực tiếp căn nhà hôm nay, đàm phán giá luôn. Đây là một trong những căn nhà với giá bán hết sức là tuyệt vời. Giá 5.800.000 vẫn còn thương lượng cho quý anh chị muốn mua nha. Vẫn còn thương lượng cho quý anh chị. Giá bán thì luôn luôn vẫn còn thương lượng. Và ở đây gia chủ bán là bán, chỉ bán đến công chứng, chịu phí công chứng. Còn lại các tất cả thuế phí còn lại bên mua chịu hết quý anh chị ha. Khu vực không gian tầng 2 lên tầng 3. Không gian tầng 3 này thì rất là mát luôn quý anh chị. Gió biển phía sau nhà thổi vào căn nhà này rất là mát luôn. Phía trên này chúng ta có sẵn luôn rồi ha. Máy sấy và máy giặt. Chúng ta cũng không cần khu vực phơi làm gì cả. Phía sau này thì chúng ta có thể làm thêm một khung tre để chúng ta có thể phơi đồ nếu muốn ha. Phía sau này chúng ta có thể làm vườn cây, sân vườn cảnh quan hoặc là khu vui chơi ở phía sau này ha. Không gian tất cả các không gian tầng thì chúng ta đều được đổ bê tông 100%. Nhật ký công trình móng đính mái chúng tôi đều có ghi lại cho quý anh chị ha. Phía trước này chúng ta sẽ là phòng thờ. Khu vực không gian phòng thờ với diện tích là 15m2 cũng khá là rộng rãi để chúng ta có một không gian thờ ấm cúng. Phía trước thì một trong những cái view quá tuyệt vời cho căn nhà hôm nay, giá bán là 5.800.000 vẫn còn thương lượng cho quý chị tìm kiếm muốn mua. Quý chị thật sự muốn mua hãy gọi tới Chiến nha, chúng tôi sẽ dắt quý chị tham quan căn nhà hôm nay. Ở đây thì định cư khá là tốt rồi quý anh chị. Nhà ở xung quanh đầy đủ, tiện ích đầy đủ.